triển thời trang đến từ các model kids đến từ Học viện Nghệ thuật Vietstar. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay từ phía tất cả quý vị để dành tặng cho các model kids ngày hôm nay đã vừa mang đến một bộ sưu tập thời trang vô cùng tuyệt vời ạ. Và cũng xin được mời anh Lê Trung Hiếu đại diện cho ban tổ chức lên tặng hoa, và xin được mời chị Hồng Nhung ạ, đại diện Học viện Nghệ thuật Vietstar sẽ cùng lên sân khấu để nhận bó hoa đến từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời.